Hôm nay ngày 5 tháng 2, báo tuổi trẻ cùng tỉnh đoàn Quảng Trị đã mang 300 phần quà Tết của bạn đọc đóng góp đến với học sinh vùng lũ Quảng Trị. Những đợt thiên tai cuối năm 2017 ập đến Quảng Trị khá dày, khiến gia cảnh của nhiều hộ vốn đã nghèo lại càng khó khăn hơn. Trong số 300 phần quà lần này, 150 suất được đem đến cho những học sinh thuộc những gia đình nghèo bị bão tàn phá nặng thuộc trường Trung học phổ thông Hướng Phủng, huyện Hướng Hóa. Trường này chủ yếu là con em đồng bào Vân Kiều theo học và có 90% học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. 150 phần quà còn lại được tặng cho học sinh vùng ngập lũ Quảng Tân, Hải Thành, Hải Hòa, Hải Thọ, Hải Chánh thuộc huyện Hải Lăng. Mỗi phần quà được trao lần này có trị giá 500.000 đồng, trong đó gồm 300.000 đồng tiền mặt và một phần quà là nhu yếu phẩm, bánh kẹo Tết trị giá 200.000 đồng. Với nhiều gia đình tại Quảng Trị vừa trải qua thiên tai bão lũ, phần quà nhỏ này được xem như là cái Tết của cả gia đình trong những ngày sắp tới.